Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đã bị phạt 270 triệu đồng do có hành vi gây ô nhiễm không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường xung quanh dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Vũ Tuấn Anh đã ký quyết định xử phạt hành chính 270 triệu đồng đối với ACV do có hành vi gây ô nhiễm môi trường khu vực quanh sân bay Long Thành. Với hành vi gây ô nhiễm không khí khu vực xung quanh vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 đến 10 lần, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định xử phạt 180 triệu đồng. Đồng thời xử phạt ACV 90 triệu đồng vì hành vi đã thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu ACV thực hiện ngay các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm bụi do ảnh hưởng từ hoạt động thi công của dự án.